Dạ, tạm biệt. Đấy. Dạ, thì Trang sẽ hướng dẫn những công thức để qua chị thực hành khi tốt nghiệp lớp 2. Và khi hoàn tất lớp 2 rồi thì tất nhiên mình không có thực hành công thức lớp 1 nữa nha các anh chị. Và đây, công thức kích thích tế bào gốc khi nãy các anh chị có thực hành chung với chú Phúc rồi. Cũng tương tự như lớp 1 thôi ạ. À, thời gian thực hiện công thức này tùy theo độ tuổi ha. Nếu trên 18, đây ở phần dưới đây. Nếu mà trên 18 tuổi sẽ là 5 phút 30 giây. Cô ba anh chị chỉnh đồng hồ xong sẽ bắt đầu thực hiện từ bước 1 đến bước 4. Thì còn khoảng thời gian từ bước 1 đến bước 3 thì tương ứng thời gian là tầm khoảng 30-35 giây gì đấy. Thì còn khoảng gần 5 phút còn lại cô ba chị sẽ để duy trì cái phần năng lượng ở bước 4 thôi. Nghĩa là mình chỉ giữ năng lượng ở tại toàn bộ cuộc sống của mình cho đến khi hết giờ. Chứ không có quay lên thực hiện lại từ bước 1 nữa nha cô anh chị. Rồi công thức thứ hai là công thức tự chữa lành. Cũng tương tự như vậy, nhưng cô anh chị nhớ là cũng tương tự như lớp 1 á, chỉ thay đổi là nhận energy quan vũ trụ kỷ nguyên mới lớp 2. Lúc trước mình học lớp 1 thì là lớp 1 đúng không ạ? Còn đây là để lên lớp 2 thì đổi cái từ lớp 2 dùng người trang. Các bước còn lại y như cũ, không có gì thay đổi hết. Thời gian thực hiện cũng tương tự luôn. Và nhớ là khi thực hành các công thức của NLG thì cần phải mở mắt và thực hành trong trạng thái tỉnh thức. Dạ, công thức kế tiếp. Công thức chữa lành trực tiếp. Cũng y chang luôn ạ, à, y chang như lớp 1 nha. Nhớ đổi là mình thành cái chữ lớp 2 trên đây ở trong bước 1 là được. Và phần lưu ý thì cũng như tương tự như lớp 1, vẫn chưa hỗ trợ được các bệnh về tâm tâm thần. Và lưu ý trong công thức này thì cả người nhận và người truyền đều mở mắt và trong trạng thái tỉnh thức. Để hỗ trợ cho người khác một cách tốt nhất là các anh chị khi thực hành kích thích tế bào gốc đó, cảm nhận ấm cuộc sống trọn vẹn liên tiếp trong 5 phút 30 giây. Chúng ta mình đầy đủ các phần năng lượng mình hoàn thiện rồi đó, mình hỗ trợ cho người khác. Rồi công thức mới. Công thức mới thì người trang nói kỹ hơn ha. Ở đây là công thức chữa lành nhưng mà chữa lành từ xa. Chữa lành từ xa của anh chị nhìn ở bên dưới người trang này. Thời gian theo độ tuổi thì cái này cũng y như trực tiếp thôi, không có gì đổi. Từ xa là khi nào? Khi cô anh chị gọi qua điện thoại thì qua điện thoại có hình hoặc không có hình. À, có hình thì tương tự giống như là cái hình ở trên công thức đây ạ. Mình gọi qua mình thấy hai người thấy hình nhau. Trường hợp thứ hai của anh chị chữa lành thông qua hẹn giờ. Ví dụ như Thùy Trang hỗ trợ cho một cô anh chị ở Mỹ đi, thì bây giờ ở Việt Nam là tầm khoảng 8 giờ sáng, thì ở Mỹ là tầm khoảng 8 giờ tối. Thì lúc đó thì Trang sẽ hẹn là à, bây giờ 8 giờ con sẽ hỗ trợ cho cô trong 5 phút 30 giây. Thì tương tự ở bên Mỹ người nhận á, cũng bấm cái đồng hồ 5 phút 30 giây để cả hai đúng 8 giờ thì bắt đầu một bên thì truyền, nghĩa là Thùy Trang sẽ thực hiện các công thức này. Còn bên người nhận họ chỉ hình dung là nhận cái phần năng lượng ở ngoài không gian vào cơ thể của họ thôi. Đó là hẹn giờ trong trường hợp mà mình không có sử dụng điện thoại thường xuyên được thì mình phải sử dụng cái hẹn giờ đó. Trường hợp thứ ba là thông qua hình ảnh. À, trường hợp này là hỗ trợ cho những người bị có thể là bị hôn mê. Thì mình họ không có ý thức để họ nhận năng lượng được, thì lúc đó người thân của họ nhờ cô bác anh chị hỗ trợ, thì lúc đó họ sẽ đưa cho cô anh chị cái hình của những người bệnh đó và cô anh chị nhìn vào hình và thực hiện tất cả các bước như công thức này. Và lưu ý là để hỗ trợ cho người hôn mê thì tất nhiên là phải có sự đồng ý của người nhà của họ nha, thì nó mới hiệu quả. Nhiều khi mình nhìn thấy ở trên một bài báo hoặc là một thông tin nào đó mình thấy tội nghiệp quá, cái mình truyền năng lượng thì lúc đó không có sự đồng ý thì nó sẽ không có hiệu quả nha các anh chị. Mình truyền giống như bằng cái tâm của mình truyền cũng được nhưng mà nó không có hiệu quả. Rồi phần lưu ý là các học viên lớp 2 cũng chưa hỗ trợ các bệnh tâm thần,
Và có một điểm khác á, nếu mà cô bác anh chị truyền thông qua điện thoại mà có hình á, thì người truyền sẽ nhắm mắt và người nhận sẽ mở mắt nhìn vào trán của người truyền. Giống như tương tự như là cô bác anh chị nhìn vào trán chú Phúc khi mà nhận năng lượng đó, cái đó là chú Phúc ta đang truyền từ xa thông qua thiết bị có hình, đúng không ạ? Có thể mọi người xem trên điện thoại hoặc trên tivi thì cái đó có cái sự kết nối internet có hình thì nó tương tự y như vậy. Nhớ nha, chỉ có truyền từ xa mà qua điện thoại có hình đó, thì có anh chị mới là người truyền, thì nhắm mắt, người nhận mở mắt nhìn vào trán của người truyền và mình dung nhận năng lượng. Dạ rồi, bước 1 đây ạ. À, từ bước 1 đến bước 4 cũng tương tự như truyền trực tiếp, chỉ có điều khác là mình không có đặt tay trực tiếp lên cơ thể của lên trung tâm tiếp thu năng lượng của người nhận thôi. Rồi, công thức kế tiếp là công thức cảm hóa. Khi nãy chú Phúc giảng rất là kỹ, ngày hôm nay chú Phúc giảng rất là kỹ về cái công thức cái bộ gốc công thức cảm hóa. Các bạn chị nhớ dành thời gian nghe lại nha, và có chú có giải thích luôn cái phần liên quan vũ trụ. Nội dung chính giảng cũng là kỹ để các bạn chị thực hành một cách tốt nhất đó. Rồi, công thức cảm hóa thời gian thực hiện là 5 phút 30 giây. Và cảm hóa, nếu các anh chị cảm hóa một đối tượng thì chỉ cần thực hiện một lần một ngày cho đối tượng đó thôi. Còn nếu mà thực hiện cho nhiều đối tượng, ví dụ cảm hóa người A rồi đến người B rồi đến người C, thì một lần cho người A rồi các anh chị có thể cảm hóa luôn một lần cho người B và một lần cho người C, không sao hết nha. Nhưng mà một người là mình chỉ cảm hóa đúng một lần thôi một ngày. Và tất nhiên là cảm hóa đến khi nào, có gì cô anh chị hỏi là cảm hóa đến thời gian khi nào thì ngưng, thì đến khi cô anh chị thấy cái vấn đề mà mình muốn họ thay đổi đã được cải thiện rồi thì mình ngưng lại. Và phần lưu ý xem dùm thùy trang là chỉ cảm hóa cho người thân trong gia đình nội ngoại hai bên, hoặc là những người có liên quan trực tiếp với mình, giống như là sếp trực tiếp hoặc là đồng nghiệp trực tiếp thôi, còn những người xa lạ là mình không có cảm hóa anh chị. Và có thể cảm hóa nhiều người thân trong một lần thực hiện với cùng một nội dung, ví dụ có hai người con mà hai người con cùng vấn đề là mê chơi game, mình muốn là con học hành chăm chỉ hơn, mình có thể cảm hóa hai con cùng một lúc được, và thời gian cũng là 5 phút 30 giây thôi cho cả hai bạn. Và khi thực hành công thức cảm hóa thì do là mình không có nhìn vào ở trong cái hình ảnh của người nhận, thì các anh chị có thể nhắm mắt hoặc mở mắt thì được. Thông điệp cảm hóa là nhớ là đạo đức yêu thương, quan tâm công bằng. Và để cảm hóa người khác hiệu quả nhất thì như ngày hôm nay chúng tôi có chia sẻ, các anh chị sẽ thay đổi, mình phải coi như mình phải hoàn thiện cảm hóa được mình trước rồi mình mới cảm hóa cho người khác, nếu không thì mình sẽ có thể là bị đau đầu. Và ngoài ra là cảm hóa này như thì Trang chia sẻ là không, người nhận không cần phải biết, cho nên là không có ngồi trực tiếp trước mình. Ví dụ như bây giờ thì Trang ngồi trong phòng, thì Trang muốn cảm hóa cho con của thì Trang chẳng hạn, thì lúc đó chỉ cần hình dung đến hình ảnh của con, hoặc mình có thể mở cái hình của con trên điện thoại đâu đó để mình nhìn vào mình thực hiện đều được. Nghĩa là mình ngồi mình làm có một mình nè, mình khi không biết, khi các anh chị bấm thời gian 5 phút 30 giây xong sẽ đọc từ bước 1 ha, là nhận energy liên quan vũ trụ kiểu như mới lớp 2 cảm hóa người thân, sau đó hình dung nhận năng lượng vào não bộ của mình, não bộ người truyền đó 3 lần. Và ở đây cái điểm bước 3 khác so với chữa lành đây ạ, à, là hình dung gửi năng lượng từ não bộ của người truyền vào não bộ của người nhận. Và đây gửi 3 lần, mà mỗi lần gửi đọc nhẩm gửi lần 1 thì cũng hình dung như là cái năng lượng qua phần não bộ, mặc dù họ không ngồi trước mặt mình nhưng mà mình nhìn cái khuôn mặt hoặc nhìn trong cái hình á là mình gửi đến phần não bộ của họ 3 lần. Còn cái chữa lành của anh chị nãy nhớ không? Chữa lành thì mình lại gửi vào gì ạ? À? Trung tâm tiếp thu năng lượng. Cảm hóa thì gửi vào não bộ. Và còn khoảng gần 5 phút còn lại thì cô bác anh chị gửi những thông điệp cảm hóa đến não bộ của người nhận, mình lặp đi lặp lại các thông điệp đó cho đến khi chuông báo chấm dứt 5 phút 30 giây. Còn nếu mà nội dung mình dài á, cô bác anh chị có thể viết ra giấy để mình lặp đi lặp lại mỗi ngày cho nó giống nhau, chứ hôm nay đừng có cảm hóa, ví dụ hôm nay là cảm hóa con đừng chơi game,
rồi ngày mai mình chẳng má con làm này làm nọ nó khác nhau thì não bộ mình nó không có hiểu ha. Năng lượng nó sẽ không biết là giờ người chủ này muốn gì, cho nên là nên lặp đi lặp lại cùng một thông điệp cho đến khi nào cái phần vấn đề đó được cải thiện rồi thì mình ngừng lại, mình có thể chuyển sang vấn đề khác. Nói như vậy thì cô anh chị vẫn có thể ví dụ một đứa trẻ đi có thể cảm hóa hai hoặc ba vấn đề cùng một lúc được, chứ không có nhất thiết là chỉ có một một vấn đề một 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 lúc nha. Hai hoặc là ba, tối đa là ba thôi là được rồi, chứ đừng có bao nhiêu gom vô hết. Rồi, đó là phần công thức cảm hóa người thân. Kế tiếp là hỗ trợ cho những người bệnh khiếm thính. Khiếm thính đó, thì các anh chị truyền trực tiếp thì nó hiệu quả nhất, tại vì mình có cách đặt tay. Đặt tay y như hình ngang tay, hai cái bàn tay đặt trên hai bàn tay của người nhận. Thời gian thực hiện theo độ tuổi. Và các bước thực hành thì y như là thực hành hỗ trợ chữa lành trực tiếp. Tuy nhiên cái phút mà mình hình dung vào trung tâm tiếp thu năng lượng như lúc đó mình sẽ hình dung thêm năng lượng sẽ đến tai, não bộ và toàn bộ xương sống của người nhận. Rồi công thức hỗ trợ trong cái cách đặt tay hỗ trợ chữa lành cho các bệnh liên quan đến não bộ, ví dụ như rối loạn tiền đình nè, rồi mất ngủ nè, bị tai biến vân vân, bị trầm cảm nữa, thì cô anh chị dùng cái công thức này, cái cách đặt tay như hình nha, là thời gian đầu cô anh chị đặt hai tay vào hai bên não bộ, đây cái hình đầu tiên. Sau 2 tuần hoặc 1 tháng thì cô anh chị để một tay ở não bộ và một tay trung tâm tiếp thu năng lượng như hình cuối cùng, hình thứ ba. Các bước thực hành truyền thì tương tự như là hỗ trợ trực tiếp, khác một cái là sau khi truyền vào trung tâm tiếp thu năng lượng thì mình hình dung năng lượng truyền tải đến não bộ và toàn bộ xương sống của người nhận cho đến khi hết giờ. Dạ đó là các công thức nha, và đây là phần lưu ý để hướng dẫn cho các anh chị nè. Phần công thức này chỉ thực hành khi mà các anh chị đã hoàn tất lớp 2, nghĩa là đã tốt nghiệp lớp 1 và được kích hoạt tần số lớp 2 tốt nghiệp lớp 1, nghĩa là đã nhận kích hoạt tế bào não và kích hoạt tế bào gốc của lớp 1, nên nhận đủ 2 lần kích hoạt của lớp 1 thì các anh chị. Và được kích hoạt lớp 2 thì mới thực hành công thức này. Mỗi ngày mình thực hành kích thích tế bào gốc và tự chữa lành. Còn công thức chữa lành người thân mà cảm thấy người thân thì sử dụng hỗ trợ người thân khi cần thôi. Thì lên lớp 2 của anh chị có thể hỗ trợ cho người ngoài được, chữa lành cho người ngoài được. Khi thực hành cần sự tập trung trọn vẹn trong 5 phút 30 giây, thoải mái tâm trí thì mới hiệu quả. Nếu trung tâm quá 30 giây thì mình bỏ cái thời gian đó nha, bắt đầu thời gian khác. Nếu cô anh chị chưa cảm nhận rõ cái sự ấm áp của năng lượng thì mình nên hạn chế không có ngồi trực tiếp trước quạt máy hoặc máy lạnh thổi vào người. Nếu mà ai cảm nhận được rồi thì thôi cũng không sao, nó cũng không sao hết. Và cô anh chị nhớ thực hành đúng công thức đều đặn mỗi ngày và kết hợp với việc thực hiện đạo đức và 5 yếu tố tình thương. Chú cũng hay nói một tay nắm 2 chữ đạo đức, một tay nắm 5 yếu tố tình thương và giữ trạng thái mình ở cộng 1:1 cân bằng đó, mang lại hiệu quả tốt nhất là nhanh nhất đến với các anh chị. Và đây thì công thức kích thích tế bào gốc, nếu mà khi thực hành lần 1 cũng tương tự như lớp 1 thôi, các phần dạng dò tương tự thôi. Nếu mà lần 1 ấm rồi thì một lần một ngày, còn nếu chưa thì thực hiện thêm lần 2, lần 3. Rồi công thức tự chữa lành cũng vậy ạ. Tuy nhiên 2 lần chữa lành thì cần phải cách nhau 6 tiếng nha các anh chị. Nếu mà bây giờ cô anh chị nhận cái phần năng lượng chữa lành từ chú Phúc lúc 2 đi 2 giờ tối á, thì buổi sáng mình nên thực hành tự chữa lành cho bản thân mình đi là nó đủ cách 6 tiếng rồi. Còn đi kích thích tế bào gốc, 2 lần kích thích tế bào gốc thì có thể thực hành liên tiếp hoặc là cách ra 1-2 tiếng đều được nha. Còn riêng kích thích tế bào gốc và tự chữa lành là có thể thực hành liên tiếp nhau, không có gì trở ngại hết. Rồi, đó là phần công thức mà Thùy Trang muốn gửi đến của các anh chị.
Dạ, chúc cho các anh chị sẽ thực hành thật là tốt nha. Và bây giờ đã là 1:05 rồi. Có cô bác anh chị nào thắc mắc về phần câu hỏi thì Thùy Trang sẽ giải đáp trong 10 phút và xong sau đó chúng ta dừng lớp học nha. À, chị Thi An Trần hỏi là khi chú kích hoạt tế bào gốc không đủ 5 phút 30 giây. Dạ tập được, quan trọng là 1 phút 30 giây lúc mà chúng phút kích hoạt đó. Cô bác anh chị nhận đủ là được nha. Còn cái phút sau là mình tập chung với nhau trong lớp, thì phần đó mình bị thiếu thời gian không sao hết. Chưa hướng dẫn công thức chữa lành trực tiếp. Dạ em hướng dẫn chữa lành trực tiếp rồi đó chị. Cách đặt tay đó. Cảm hóa người thân lúc ngủ được không? Dạ được nha chị Hiền Trần. Cảm hóa khi nào cũng được á, khi nào mình cảm thấy thoải mái thuận tiện thì mình cảm hóa. Tâm tâm, dạ nếu mà trong 1 phút 30 giây mà máy trục trặc không nhận được hả? Dạ vậy là bây giờ thực hành theo công thức cũ, công thức trước của mình đang học lớp nào thì mình thực hành công thức lớp đó nhìn em nha. Dạ công thức này em gửi trên kênh Telegram nha chị Thị Mùi Hoàng. Em sẽ gửi kênh Telegram. Có anh chị nào mà chưa biết cách vào Telegram thì ở trên có anh chị gọi là tìm kiếm. Tìm kiếm có cái phần hướng dẫn cài đặt Telegram ở trên group của NLG Việt Nam toàn cầu á, nhóm Facebook á. Những cô anh chị nào không nhận đủ 1 phút 30 giây kích hoạt thì vui lòng không thực hành công thức ngày hôm nay, và mình sẽ đợi lớp 2 kế tiếp rồi mình học nha. Và cô anh chị thực hành theo công thức cũ nào, cấp lớp nào mình đang học, ví dụ đang học cấp lớp 1 thực hành lớp 1, đang học lớp 2 của NLG hồi tháng 1 hoặc là trước đó thì mình cứ thực hành theo công thức cũ thôi. Hồ Hà, dạ nếu truyền cho trẻ từ xa mà không qua điện thoại, không trực tiếp qua điện thoại, không hợp tác á hả? Dạ nếu mà người nhà mà người thân nào mà ở chung với bé thì nên học truyền trực tiếp cho những trẻ em thì tốt nhất. Còn nếu mà bây giờ hiện tại đang đợi lớp học thì chị cũng có thể hỗ trợ, có thể hỗ trợ truyền qua hình cho con. Rồi. À, em thấy gửi là cảm ơn. Dạ cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cảm ơn cô bác anh chị đã luôn đồng hành cùng NLG để lan tỏa yêu thương đến mọi người. Tại vì khi cô bác anh chị học thực hành thật là tốt và xong cô bác anh chị hỗ trợ cho những người xung quanh thì cái đó là cách lan tỏa yêu thương rồi đó. Đúng Nguyễn, dạ chị học lớp 2 4 lần rồi và hiện tại lớp 3. Lớp 3 bây giờ chị có lớp 3 trực tiếp tại Hoa Kỳ tháng 3 và tháng 4 là ở Budapest thôi ạ. À, cảm ơn cô Thuê nha. Cô Thuê lấy nick Phương Nguyễn. Dạ, Quang Lê muốn hỗ trợ gửi năng lượng cho mẹ bầu đúng không ạ? Nên làm gì thì tốt nhất? Mẹ bầu nên học để hỗ trợ trực tiếp cho con mình, cho cái bào thai trong bụng. Nhưng mà như hồi nãy em nói, nếu mà chưa học được thì trong thời gian này cô bác anh chị có thể hỗ trợ bằng cách là truyền cho mẹ bầu thôi ạ. À, truyền cho mẹ trong 5 phút 30 giây xong rồi truyền thêm cho thai nhi lúc đó nói người mẹ đặt tay lên thai á, lên cái bụng của mình á, là mình truyền thêm 30 giây nữa. Nhưng Nguyễn, dạ tốt đó cô, có thể là hai ống tay của cô đang có cái vấn đề đó, thì bây giờ cô tập một thời gian thì con nghĩ là nó sẽ hỗ trợ chữa lành luôn cho mình đó. Nếu mình chữa lành cho chân bị gai gót chân Nguyễn Thị Thủy, nếu mà mình tự chữa cho bản thân mình á thì chỉ có thể đặt tay đến cái chỗ nào đau cũng được, nhưng mà hỗ trợ cho người khác thì nên để tay tại trung tâm tiếp thu năng lượng. Còn nếu mà người đó bị về não bộ hoặc là khiếm thính, bị về thính giác á, thì đặt tay như hai cái hình mà em chia sẻ.
Gian hà, dạ hồi nãy em nói rồi, 5 phút 30 giây là thực hành chung công thức với tế bào gốc. Cho nên không thực hành đủ 5 phút 30 giây không sao hết. Chỉ quan trọng là 1 phút 30 giây lúc chú kích hoạt á, là mình nhận đủ là hoàn tất được lớp 2. 4 chữ, dạ nhận năng lượng kích hoạt là hình hình dung vào não là đúng rồi. Không có cần hình dung vào trung tâm tiếp thu năng lượng đâu ạ. À. Chị hình dung đúng rồi. Công thức kích thích tế bào gốc lớp 1 mình đọc nhầm thành kích hoạt tế bào gốc. Dạ không, không sao, mình đọc nhầm một lần không sao hết. Quan trọng là mình ý thức á, mình làm gì là được. Trang diệu. Được em, nghĩa là khi em hình dung, tại vì chú là một trạm phát sóng thì em có thể hình dung năng lượng từ ngoài không gian vào được. Không sao hết nha. Lúc đó chú đang cái gì, chú đang truyền, mình cứ hình dung nhận là được. Cho nên thì Trang dặn rất là rõ là những cô anh chị xem lại á, là mình không có nhận cái phần kích hoạt của chú Phúc là vậy. Tại lúc đó chú đâu có truyền đâu. Mặc dù nhìn vào hình có chú Phúc đó, nhưng mà lúc đó chú đâu có truyền năng lượng đâu, mình không có nhận được. Rồi, ủa hôm nay lớp mình là không nhận đủ 5 phút 30 giây thực hành chung kích thích tế bào gốc nhiều quá ha. Em trả lời chung rồi đó, không sao hết nha cô anh chị. Trang Vũ, dạ rồi. Tuần sau sẽ có lớp 1 nha. Thì sang tuần, em không biết sang tuần hay ngày mai á, bên ban tổ chức sẽ gửi ra cái lịch đăng ký lớp 1 kế cho mình vào ngày tuần sau là ngày 26, 27 đúng không ạ? Một tuần là 26, 27. Đúng rồi, 26, 27 tuần sau mình sẽ có lớp 1 tiếng Việt. Ben Vũ Thị, dạ học trên YouTube dễ hơn Facebook thấy phức tạp. Dạ mình có thể học trên cái kênh nào mình thấy thuận tiện nha chị. Nhưng mà nhớ là phải có Telegram để mình nhận công thức và mình được hỗ trợ khi mình có những cái giải đáp. Chị Quỳnh Nguyễn Thị hỏi là công thức kích thích tế bào gốc là đưa năng lượng lên xuống. Dạ không có lên xuống chị. Cái điện thoại em mất đi là em không có hình như. Hồi nãy chú Phúc giải thích rất là kỹ á, khi mà chị gửi năng lượng từ trung tâm tiếp thu năng lượng đến xương cùng xong là cả cái cuộc sống của mình nó được sáng lên bởi năng lượng rồi á, chị giữ nguyên cái phần năng lượng ở nguyên cuộc sống của mình chứ không có chạy lên chạy xuống nữa nha. Hôm nay mọi người nghe lại cái phần chú Phúc hướng dẫn công thức kích thích tế bào gốc đó, em thấy hôm nay chú giảng giảng rất là kỹ, nên hôm nay ai học nếu mà may mắn ha, mà học là những lớp sau là phải nghe lại. Chị Như hỏi là đang nhận energy bỗng có tiếng xung quanh. Tiếng xung quanh thì quan trọng là chị tập trung được là được, tại vì lúc đó mình vẫn tỉnh thức, mình phải nhận biết xung quanh chứ đâu phải lúc đó cái tai mình đóng là cái thính giác là mình vẫn nghe. Nhưng quan trọng là cái tư tưởng của mình á tập trung trong cái việc nhận năng lượng là không sao nha chị. Chứ làm sao giờ mình không nghe, không nghe chắc là chị có nước mình lấy bông bò bịt lỗ tai này. Hỗ trợ trợ trẻ cho hai trẻ 2-3 tuổi thì thời gian bao lâu? Dạ trong công thức có ghi á chị, một chút nữa chị xem lại công thức giùm em nha. Em gửi công thức lớp 2 bằng video và gửi bằng hình thôi ạ. À, chứ không gửi video thì em đâu có quay đâu. Anh này hỏi là lớp 3 học trực tiếp ở Mỹ, Việt Nam mình có học theo. Dạ mình phải qua Mỹ học thôi, trực tiếp ở đâu là mình phải qua đó học. Chứ mình không có quay video học online. Lớp 2 cảm hóa được cho người ngoài. Dạ cảm hóa người thân trong gia đình thôi, còn người ngoài thì người đó phải có liên quan trực tiếp đến mình. Em ví dụ như là đồng nghiệp hoặc là người sếp trực tiếp, ví dụ người sếp trực tiếp nói là sếp là không có công bằng, sếp mình làm việc nhưng mà mình thấy là sếp đối xử không có công bằng và sếp có những tận những cái điều mình thấy cần cải thiện hơn thì mình cảm hóa mới được. Chứ mà người ngoài không liên quan gì đến mình đó. Giống như là người Trang nói sếp của bạn thì Trang không có cảm thấy được đâu, đâu có liên quan gì đến mình.
Tuyên Phạm ơi, dạ nếu mà chị phải thấy là cơ thể chị khỏe cải thiện trước thì mới nên cảm hóa nha, chứ cái phần năng lượng của mình còn hỗ trợ cho bản thân mình nó chưa đủ mà chị cảm hóa thì nó không hiệu quả, làm cho chị bị mệt. Cảm hóa người thân ở xa được không? Dạ được mà, tại vì em nói là người thân họ không có cần ngồi trước mặt mình, nghĩ đến họ thôi, ví dụ giờ muốn cảm hóa mẹ của mình chẳng hạn, ví dụ mẹ hay là lo lắng, mẹ hay lo cho người khác, mẹ chưa quan tâm đến sức khỏe bản thân, bây giờ là muốn liên quan đến muốn quan tâm, muốn mẹ là quan tâm đến bản thân mẹ nhiều hơn, ví dụ như vậy thì mình chỉ cần hình dung hình ảnh mẹ trong đầu thôi là mình cảm thấy được rồi, hoặc là cảm hóa thông qua cái hình ảnh của mẹ, cái hình đó. Khiếm thị và hỗ trợ được thì nếu mà cô không biết cô chú Nguyễn Nguyễn Bá Dũng ạ. Dạ nếu mà ở chung với bé thì mình có thể đặt tay ở trên phần chân này, giống như là để đặt tay ngay cái phần mắt hỗ trợ thêm cho con cho cháu bé. Ngân Lâm, dạ thấy ấm là tốt mà. Rồi lớp 3 bây giờ là lớp 3 tiếng Việt, ở Mỹ là cũng là tiếng Việt nhưng mà không có lịch lớp 3 online, chỉ có lịch lớp 3 trực tiếp tháng 3 rồi tiếp tháng 4, và sắp tới là sẽ có lớp 4, ở lớp 4 trực tiếp ở Malaysia. Dạ hiện tại thì chỉ có lịch như vậy, còn lớp 1, lớp 2 là mình vẫn có online đều đặn mỗi tuần. Đang cho những năng lượng xong hôm nay mới cảm nhận rõ, thì hôm nay là cải thiện rõ rồi, mấy lần trước là cái bộ phận cảm biến mình chưa cảm nhận được. Thiên Phạm, dạ cảm hóa người thân ở xa được, hồi nãy em trả lời rồi, tại vì cảm hóa là họ đâu có cần ở trước mặt mình đâu, mình muốn cảm hóa người đó cách xa nửa vòng trái đất vẫn cảm hóa được. Để mọi người khỏi nhầm khi nhận kích thích tế bào gốc hoặc tế bào não hoặc tế bào gốc, đề nghị MC nói rõ hơn cách nhận. Dạ trước khi chú Phúc gửi đó có cái phần video, mình có xem cái khúc đó không ạ? Chú hoặc là anh Mạnh Hưng Lã, phần video như thế nào thì mình làm theo như vậy thôi. Trực tiếp lớp 3, dạ có đăng ký nhanh, Đức Trương Minh sẽ có thông báo đăng ký, bây giờ hiện tại là mới thông báo đăng ký cho lớp 3 ở ở Mỹ trước, còn lớp 3 ở Hungary thì chắc là sẽ thông báo sớm. Tăng cường học lớp 1 vào tối thứ bảy tối chủ nhật ạ, là ngày 26 27, và chưa có lớp 3 ở Việt Nam nha. Thưa các anh chị, Lucy Trần, dạ năng lượng vào tốt, nó ấm toàn bộ cơ thể luôn, chúc mừng ạ. Tuy nhiên nếu mà bây giờ nó sẽ hơi khó ngủ nha. Thì Trang nhắc, tại vì hôm nay mình có tập cái công thức kích thích tế bào gốc tần số lớp 2 thì sẽ hơi khó ngủ. Thì trước khi ngủ của anh chị hít vào mũi thở ra bằng miệng để mình giải phóng bớt cái phần năng lượng. Hít mũi thở miệng 3 lần. Mình giải phóng bớt cái phần năng lượng nha. Lớp 3 ở Mỹ còn tháng nào nữa không? Dạ hiện tại thì em thấy là chưa, chỉ mới có tháng 3 thôi. Nhưng mà chắc sắp tới thì cũng sẽ mở, nếu mà tình hình Covid ổn định hơn nữa thì mình sẽ mở được nhiều lớp hơn. Dạ đúng rồi, ngày mai mình sẽ thực hành công thức ngày hôm nay. Chúc mừng cô ba anh chị. Chưa thấy ấm nóng cột sống là do các phần cảm biến của mình nó chưa có nhạy thôi, mình tập. Nhớ như thời trang khi mà thực hành công thức của NLT thì mình nhớ ba cái chữ thực hành công thức đúng này, nghĩa là công thức ghi gì mình tập cái đó, mình đừng có thêm bớt gì hết, rồi đủ là đủ thời gian, không có rút ngắn, nhiều hơn thì nhiều hơn tối đa 30 giây thôi, là ví dụ 5 phút rưỡi thì thành 6 phút thôi, và đều là đều đặn mỗi ngày nha, đúng đủ và đều thì nó sẽ hiệu quả. Dạ thì tiêu học ở Mỹ được, dạ thì bây giờ mọi người sẽ gọi là mình gửi cái năng lượng tích cực đi, là mình mong muốn là có lớp 3
trực tiếp ở Việt Nam để cho cô bác chị Việt Nam học thuận tiện nhất, thì mình sẽ cùng nhau nghĩ nha, suy nghĩ về điều đó. Đăng ký lớp 2 dạ ngày mai hoặc là sang tuần là đều có thông báo đó. Em không biết là ban kỹ thuật ban tổ chức sẽ chuẩn bị khi nào thì chắc chắn sẽ thông báo, mà thông báo rất là nhiều lần cho nên mọi người yên tâm. Chữa lành cho người thân đặt tay trung tâm tiếp thu năng lượng và nhớ giùm em nha, truyền trực tiếp là cả người nhận và người mắc người nhận và người truyền đều mở mắt, còn mình chữa lành từ xa qua điện thoại thì người nhận nhắm mắt thì cho sở người truyền nhắm mắt, người nhận mở mắt nhìn vào trán người truyền. Mùi Vũ dạ cô đang bị Covid thì cô liên hệ với tổng đài yêu thương thì sẽ có người hỗ trợ cho cô nha. Rồi để thì Trang sẵn cái câu hỏi của cô Mùi thì Trang chia sẻ lại cái gì và số điện thoại trước khi mình kết thúc buổi học. Và đây tổng đài yêu thương là 028 777 92288, hoạt động khung giờ là 8 giờ sáng đến 20 giờ tối. Ngoài ra có số hotline ở Mỹ và số hotline Canada. Rồi cô anh chị nhớ lưu lại nha. Dạ còn nhiều câu hỏi quá mà bây giờ mình hết giờ rồi thì Trang sợ là ở đây trả lời nữa thì cô anh chị chắc không ngủ luôn á. Thì cô anh chị sẽ đặt câu hỏi ở trong kênh Telegram nha, hoặc là thứ hai tuần thì Trang sẽ lên giải đáp một lần vào ngày thứ tư là ngày chương trình thì Trang lên, tuần sau là chắc mời khách nên chị sẽ khách mời, và tuần tới nữa thì sẽ có phần giải đáp, thì cô anh chị sẽ đặt câu hỏi trong buổi đó. Cháu nội biếng ăn áp dụng công thức chữa lành cho cháu đi cô. Dạ tốt lắm đó. Những bé nhỏ không có bị bệnh gì hết, cô anh chị vẫn hỗ trợ chữa lành mỗi ngày cho con cái thời gian theo độ tuổi nha, chứ không phải là cái nào áp dụng lên phút bên bia là bị sai. Thời gian theo độ tuổi thì con á, các bé nó sẽ học hành thì cô anh chị thấy nó lanh dùng công thức chữa lành á, không phải là chữa lành dành cho người bệnh đâu, chữa lành là mình giúp cho cái tế bào mình nó hoạt động hết công suất. Bé Khúc chụp chặt mạng không nhận được kích hoạt 5 phút 30 giây thì đâu sao đâu, cái đó là đâu phải là chú kích hoạt, đó là chú tập trung với mọi người công thức kích thích tế bào gốc thôi ạ. Tâm Thương Thùy Trang ơi chữa lành từ xa khi nào mở mắt? Dạ mở mắt trường hợp 2 á là mình gọi điện hẹn giờ á, mình không có gọi điện qua điện thoại, hoặc là trường hợp mà mình gọi qua điện thoại mà không có hình á, nghĩa là con gọi bằng cái điện thoại trắng đen không có lên mạng được á, thì cả hai người gọi xong để điện thoại ở đó, hoặc là mình gọi xong mình tắt đi được, xong bắt đầu mình truyền xong rồi mình lại báo với người kia, hoặc là mỗi người đều tự đặt cái thời gian lúc đó mình có thể mở mắt. Cô gọi cho tổng đài không được dạ, tại vì cô bác anh chị thông cảm là khi cô anh chị gọi tới rất là nhiều người gọi luôn, cho nên mình gọi mà máy bị bận thì vui lòng gọi lại sau. Cô bác anh chị gọi nhiều đó cho nên là mình gọi vào máy bận thôi, và nhớ là gọi trong khung giờ nha, 8 giờ sáng đến 20 giờ. Dạ lịch học lớp 1 là thứ bảy chủ nhật tuần sau. Đăng ký thì sẽ gửi sớm cho mọi người vào ngày mai. Dạ để em nhắc ngày mai và gửi cho mọi người sớm nha. Dạ rồi thì Trang xin phép kết thúc lớp học ở đây nha, và chúc cho cô bác anh chị thực hành thật là tốt công thức lớp 2. Lớp 2 bây giờ của mình là tương đương với cái tần số của lớp 3 đó, cho nên là những cô bác anh chị nào mình chưa có dịp học lớp 3 trong thời gian này thì vẫn yên tâm thực hành thật là tốt lớp 2 đi, sẽ giúp cô bác anh chị tăng sức đề kháng cực kỳ tốt luôn nha. Dạ thì Trang xin chúc cô bác anh chị ở Việt Nam buổi tối ngon giấc, những cô bác anh chị thì vào ở nước ngoài thì ngày mới yên lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Dạ bye bye.